một set đồ cực kỳ là trendy luôn ấy, phong cách dã man luôn. Và ngày hôm nay thì Phương sẽ mix một cái áo formal nâu với một cái quần jean như thế này. Đó, và set này thì bán giờ nhá cả nhà nhá. Review về cái áo trước nhá. Áo này thì là áo thun thôi. Áo thun co giãn 4 chiều nhưng mà nó được thiết kế rất là lạ mắt. Có những cái phần khoét ở đây. Ở đây, đó. Nhìn nó sẽ rất là phong cách. Phương biết là những cái áo phông bình thường thì mọi người có trong tủ rất là nhiều rồi, nhưng mà những cái áo phông lạ mắt thì mọi người hơi ít. Phương nghĩ rằng là hàng ngày càng ngày chúng ta lại càng phải thời trang hơn, chứ không thể nào mà chúng ta lại vẫn giữ phong cách cũ được. Phương cũng tư duy như thế. Mỗi năm là mình xuất hiện một hình ảnh khác nhau. Đó. Và bộ áo này thì mọi người nhìn thấy là nó rất là trendy luôn. Nó sẽ ôm nhá, nó sẽ ôm. Và mặc thì nó vừa kín vừa hở, nhìn nó có cái gì đấy nhìn rất là đặc biệt. Chất liệu của nó là chất liệu thun nhá, co giãn 4 chiều mặc rất là thoải mái luôn ấy. Em này thì sẽ hợp để mọi người mặc sơ vin hơn, bởi vì cái dáng xuôi của nó thì nó hơi ngắn nên là sẽ không dễ để mọi người mặc kiểu bỏ ra ngoài, nên là nó sẽ dễ phối với chân váy hay là phối với quần short hay là phối với quần jean, nhưng mà chúng ta phải sơ vin nhá. Rồi ok, và tiếp theo tôi sẽ review đến chiếc quần jean này. Đây là một mẫu quần jean mà nó vừa có cái gì đấy thanh lịch nhưng mà lại rất là bụi bặm cá tính, bởi vì là dáng của nó thì là dáng suông mà đấy. Mấy năm nay thì dáng quần suông cực kỳ lên ngôi luôn. Em này thì là dạng là cặp cao nên là nhìn chân của chúng ta sẽ dài mịn màng. Mọi người nhìn thì cũng biết lý do tại sao không mix cả cái quần này với cái áo này rồi đúng không? Nó cùng một màu nâu ở phần đai, ở phần họa tiết này. Quần jean của Mega Fashion thì mọi người khỏi phải lo về chất liệu cũng như kiểu dáng, mà mặc lên thì siêu đẹp luôn. Đó, nhìn trên mắt thì cảm tưởng là mọi người sẽ thấy nó bình thường như bao nhiêu cái quần suông khác thôi, nhưng mà khi mặc lên này, mọi người thấy chưa? Siêu đẹp luôn. Đó là lý do mà Phương phải làm clip review. Nhiều khi mọi người nhìn qua mắt treo tại cửa hàng mọi người không cảm nhận hết được. Quần này thì mọi người có thể mặc theo kiểu thắt beo như thế này. Cái beo thì mọi người thấy là cái phần beo làm rất đặc biệt luôn, thấp ở dưới một chút cái cạp. Còn nếu mà mọi người mà thích bỏ beo ra, đây, bỏ beo ra thì nó sẽ theo cái phong cách bình thường giống như mọi ngày mình mặc thôi.